Đây là giống dưa Nam Việt 399 mùa nắng. Này thì bữa nay là 20 bữa nay 24 tháng Giêng. Đây là Nam Việt 399 27 ngày. Thì 2 ngày nữa mình sẽ đi quay trực tiếp. Này bò hơn mét rồi, tầm mét mấy. Thì bạn nào có nhu cầu trồng thì liên hệ số điện thoại của mình